anh ấy đi hết cả rồi. Đi cả rồi. Các anh ấy đi hết cả rồi. Tao tìm mày mãi không được, đoán là mày ra chỗ này. Đêm qua lúc về nhà, bố tao đánh cho tao một trận. May mà có mấy can, nhưng bố tao cấm sáng nay không được ra trực tiễn bộ đội. Bố mày có biết bộ đội Hào yêu mày không? Tối qua thằng Mờ chọc sàn, bị bố tao lấy súng bắn, rồi nó mang rượu thịt sang nhà tao xin lỗi. Chắc là từ cái miệng xấu bụng của nó nói ra toàn những lời con rắn, con rết, nên bố tao mới cấm tao. Thằng Mờ, nó đang tung nhiều tin sẽ bắt mày làm vợ đấy. Tao biết rồi, nó nói với tao rồi. Vậy mày tính ra làm sao? Tao thả chết chứ không để hắn bắt vợ. Tao nhớ bộ đội Hào lắm. Tao phải ra đây nấp kín để nhìn thấy bộ đội Hào đi ra khỏi bản. Lúc ở bản, tao thấy bộ đội Hào nháo nhác đi tìm mày. Mày ra đó cho bộ đội Hào nhìn, có phải đỡ khổ hơn không? Sáng nay bố mẹ tao đã chờ sẵn ra tiễn bộ đội. Tao mà ra đó nhìn thấy bộ đội Hào, tao sẽ khóc. À, anh Hào, dẫn em đi gặp chị Huy Hùng đi nhá. Ấy, đừng, để anh sang đón, kẻo lại rất hết quân phục bây giờ. Em cũng phải lội suối như các bộ đội khác chứ. Khi nào hành quân lãy lội, đừng để quần áo ướt, không thì thủ trưởng không cho gặp đâu. Không cho gặp đi hả? Thật vậy hả anh? Ừ, vào bộ đội rồi học quân phong quân kỷ, nhưng trước tiên học điều này đã: hết lòng thương yêu đồng đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Đúng rồi, bây giờ là lúc thường. Bộ đội Hào là con trai, sẽ sang bên ấy giúp bộ đội con gái để khỏi ướt giày. Vậy bộ đội Hào là con trai thì phải mau giúp đỡ Diên nhanh nhanh lên chứ. Ừ. Ai cho Diên đi bộ đội mà Diên mặc bộ quần áo vệ quốc đoàn này đẹp lắm. Anh Hào thấy thế hả? Đẹp lắm à? Ừ, đẹp, đẹp nhất đấy. Anh Hào. Đồng chí Hào, dạy hành quân thôi. Chào thủ trưởng, chào chị ạ. Chào quân đồng chí. Chào chị. Chào thủ trưởng ạ. Chào thủ trưởng. Chào chị. Lại. Lần này em lên thăm, anh xin đoàn thể cho em theo với. Kháng chiến còn trường kỳ, em xin theo kháng chiến cũng là cách để em nâng khăn sửa túi cho anh. Em nói thật hả? Thật. Đời chiến binh gian khổ lắm. Thân gái dạm trường, em sinh ra trong nhung lụa, không chịu được khổ đâu. Anh có biết xa anh em khổ sở như thế nào không? Bây giờ thì em đã hiểu vì sao thi sĩ Lưu Trọng Lư lại viết: em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe dạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ.